Mới đăng cái video Rider Upstart Thái Lan thì có thằng em nhắn tin là trời ơi em thích cái combo đó quá, cái gì em lên combo đó cho em đi. Ok em vào việc thôi. Đầu tiên cái combo đó phải có cái vỏ cuộc quay thái nè, đó xong thêm một con heo 81 nữa nè, thêm một cái bát heo 220 dành cho quay nè. Đó thì bát heo này quay 100 nha. Có bát heo 220 rồi thì bây giờ mình chốt thêm một cái đĩa quay thái size 220 để chung với lại cái bát heo nè. Đó thì cái thằng này thằng đặc biệt nha anh em. Bát kẹp phục bây giờ gắn cái dàn zin của Rider Sachi. Xong combo đó rồi thì bây giờ mình chốt những đơn của anh em tầng tiếp theo nè. Đó chốt một niềng ban size màu đen nè. Tiếp theo là một bộ cam Cracked Boy size 184 dành cho đồng Drac. Qua đơn tiếp theo là cổ 83251 nè, bô này có thể dành đi bô tăng mà nhét luôn bô zin luôn nha anh em, rất là thích hợp cho anh em đi tour luôn. Qua đơn tiếp theo là một cái tăng cam Red Leo dành cho Winner Sonic. Tăng cam này là tự động về cho anh em gắp xe tại nhà khỏi cần ra tiệm nha. Và đây rất là hot dành cho anh em Sigurd luôn nè. Đó, đây là thương hiệu MD dành cho anh em Sigurd nha, dành riêng cho anh em Sigurd luôn. Đó, gấp dài 54 cm. Chung với đơn gấp là một cái cao su đỡ sên nè. Đó, chốt đơn tiếp theo là một cặp mâm nè. Đó, mâm này là mâm TA 5 cây màu đen dành cho anh em Sigurd mãi đỉnh luôn nha. Hết mâm màu đen rồi thì bây giờ qua mâm màu trắng nè, chốt tiếp cặp mâm 5 cây màu trắng dành cho anh em Sigurd nha. Không có được gì hết, lên xe chỉ được cái đồ đẹp trai và thì qua đơn tiếp theo nè, chốt một cái gấp da công không phay nha anh em, dài 48 cm nè. Chốt thêm một cái gấp da công phay dài 55 cm nữa nha anh em, thích phay không phay đều có đó, 52-55 cm có đủ hết. Rồi chốt thả cái gấp xuống nè, bây giờ mình chốt thêm đơn tiếp theo là một cái cổ kết leo size 32-51 về cho anh em đi cái chân jean nè. Đó, không có cần tháo cái soạn hàng và đóng hàng thì cũng đã xong rồi nè anh em, đã anh shipper tới thôi, nhưng mà anh shipper chưa tới thì thằng em trai nó tới rồi nè. Đó, thằng em trai Vario xuống tới gắn cái phục là xem dành cho Vario này nha. Đó, phục này gắn vô nhúng rất êm luôn anh em ơi, thả dùng cái là nhúng cái nhẹ tinh thành phẩm lên xe rồi nè, quá trời đẹp ơi. Anh em đừng có cần đặt hàng hay mua hàng thì cứ inbox trực tiếp cho cháu Đức Đạt nha.